Mến chào tất cả các bác. Tiếp tục với những bộ karaoke với những dòng loa ETC Bass 30 đẩy ETC vang săn xui, mic không dây Beyer quản lý nguồn vào đầu 12, và dòng súc quy lực JBR Bass 30. Hiện tại thì anh em đang có mặt tại nhà anh Việt Sóc Sơn Hà Nội các bác nhé. Với không gian nhà của anh là 35m² các bác nhé. Đó, khá là rộng nhưng mà với bộ này rất là hợp về hình thức cũng như là về chất lượng khi mà phối ghép trong căn phòng của anh. Giang lao quê lòng vững đặng tình yêu núi sông, cho đêm nhiều khi biết người yêu nhớ trăm thư bài câu làm tim thế thôi. Rằng vì sao nỡ đành ngàn phai. Activated. Sound.